Vâng, xin chào anh em. Trân trọng chào mừng toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đến với kênh của em Quang Minh Ô Tô. Hôm nay em Quang Minh sẽ hân hạnh lên sóng và giới thiệu đến anh em một mẫu bán tải siêu bền bỉ, siêu tiết kiệm và hết sức là đa năng và hữu dụng với một cái mẫu xe, đó là một phiên bản đến từ thương hiệu ra sao này. Hình dáng này, phong dáng này thì quý vị các bạn cũng có thể đoán được là một chiếc xe gì đó. Và xin chia sẻ với em, giới thiệu anh em là một mẫu xe Mitsubishi Triton, một em xe Triton số sàn 2 cầu, động cơ 2.5, đây là 2.9 anh em ạ, 2.9, nhưng mà chiếc xe của em nó khá cứng cáp và anh em nào nếu mà chạy thử em nó thì mới biết độ chất và máy móc như cơ số của em nó hết sức là khỏe và ngọt ngào, chạy hết sức là lướt anh ạ, ok lắm. Mẫu xe này thì anh em nào mà với cửa tiền anh quay chỉ trên 200 triệu một chút thì có thể sở hữu em nó vừa đi làm vừa đi chơi, leo đèo leo dốc với một mẫu xe thương hiệu Nhật Bản cứng cáp và chất như này thì sẽ không phải rất là yên tâm. Và với cửa tiền tài chính vừa phải mà vẫn đáp ứng được cái nhu cầu cũng như là cái tính chất công việc của mình ạ. Em sẽ quay kỹ các chi tiết từ tổng thành ngoại thất, nội thất và các chi tiết về máy móc để mọi người anh em nào cùng xem tham khảo và cảm nhận nhá. Thì và tổng thành thì cũng như ba chiếc chi tiêu khác, chiếc này đời 2.9 thì vẫn form cũng gọi là hơi không cũ, tuy nhiên thì cũng khá là ngầu ạ, đèn halogen rất là sáng ấy ạ, cũng khá là ổn ban ngày nhưng mà nó vẫn là tương đối ổn áp với một chiếc xe mẫu xe là anh em đi làm ạ. Đi làm thì công trường quăng quật hay là chở hàng thì nó không sót xe hết sức là dạ chiến. Lốp tép của em nó rất là dày anh ạ, tôi ra đường đánh nó còn khá là sâu đây anh em này, cho nên em chạy nó phải lên quanh tầm 5 nữa thoải mái. Đây là răng phanh đĩa ABS, phanh đĩa của nó là đa năng 6 chấu này, R16 245/70 R16. Đây anh em có thể quan sát từ cái dầu tuyên sắt xi, các chi tiết của nó còn khá ổn với một chiếc xe đời này. Xin em này chưa có thể gặp trên gương đâu, em nó chưa tai nạn nặng anh em nhé, còn va chạm và sức sơn là một chút thì cũng có một chút rồi, khá là chắc đấy. Các chi tiết của em nó còn khá ổn, chưa giờ tập bơi hay thủy kích đâu anh em. Đây mặc xuống này, quay cho xong gầm nhá. Đây gầm lại sắt xì của em nó đây, chưa đi được quá hàng này không bỏ đi đâu. 2.9 tuy nhiên thì cái chiếc xe nhà thì lót chủ cũng rất là giữ gìn đấy. Anh em xem này, lốp dép còn dày lắm. Đó, ok đấy. Nói chung là đây một mẫu xe cũng cửa tiền hợp lý và chiếc xe còn khá cứng cáp. Đó anh em thấy không? Với chiếc xe này và với cửa tiền này thì phục vụ anh em là tương đối ổn. Sóng sàn các chi tiết của nó này. Tàu chi tông này thì anh em biết là thương hiệu Nhật Bản này thì nó rất là lạnh, lạnh lắm, nó lạnh như đất vậy. Khá cứng cáp. Nói chung là một mẫu xe của chiếc này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất của nó thì khá cứng cáp của anh em ạ, khá ổn với tiêu chí với cửa tiền này. Nói chung là với những mẫu xe đời tầm này, với những xe đời tầm này thì chúng ta nên quan trọng là chiếc máy của nó cùng gầm, và với xe này chia sẻ em thì chiếc máy cũng khá ổn và máy đã bảo dưỡng một số phần rồi, máy rất là sạch sẽ thô ráo rồi, rất là gọn và chắc. Tông vào đời 2.9 này lỗ như này, chất như này là ok đấy.
À, không có thừa nhá, máy được bảo dưỡng anh em, nên là anh em về chỉ sắt đổ xăng, đổ dầu là vi vu thôi. Còn hấp thì bảo đổ xăng thì phần hỏng. Động cơ là 2.5 máy dầu turbo anh nhá, vừa tăng áp rất là khỏe. Đó. Anh em thấy chất máy nghe nổ sướng. Thay răng tay đèn. Nói chung là chiếc xe này còn khá là ổn với một cửa tiền như này, trên 200 triệu, và chất máy thì vẫn khá là ổn, đúng cấp. Anh em đi làm đi công trường đều còn ok. Máy xin đồng nó lành lắm. Đây, mình sẽ giới thiệu anh em các phần là keo chỉ thì cũng là ok nhé, chưa mất nhiều đâu, thi thoảng mất một vài phần thì không vấn đề gì. Đó. Đây này, ta lộ ta vì tươi sạch sẽ, chân nỉ là chân nỉ nguyên bản anh em ạ, rất là sáng. Đây, cái da của sạch sẽ, nội thất cũng khá sạch sẽ. Cái xe này anh em vừa làm đi chơi cũng khá là ổn á, chở hàng nhà hiếc cũng sót xe nhiều, khá chắc anh em, vô lăng vô liếc còn sáng. Đây, mọi thứ này trên xe gần là như nguyên bản hết, cổ số đây. Nói chung là cũng hợp lý với anh em, chạy sướng lắm, không mình chạy thử anh em xem nhé, vỏ số thôi. Biết xe này. Hai cầu, số sàn, số tay này. Đấy. Hai cầu chế độ hai cầu nhanh, cầu chậm, rất là ngọt ngà, con số ngọt ngà. Khỏe lắm em, chạy sướng lắm. Đây, lái rất là cân này, nghe thấy không? Cần lái chạy rất là cân, sướng, chắc anh em. Mình đồng chắc mà còn với chiếc xe này, tuy đời 2009 hơi sâu một chút, tuy nhiên thì khá là cứng ấy, chạy cũng khá là bốc. Đạp chắc hết anh ạ, ok đấy. Đó. Bốc ra. Wow, bốc thật anh ạ. Nó cũng có xứng đáng là những xe nó lơ lồng cua đá bền bỉ theo năm tháng. Quý vị nào, anh em nào ưng cái mẫu xe này với cửa tiền tài chính nhiều 200 triệu như con mình vừa giới thiệu và miêu tả hết sức là chân thật về chiếc xe này chi tiết, thì quý vị nào, anh em nào ưng em nó thì có thể là liên hệ con mình để được biết thêm chi tiết nhé. Anh em nào muốn xem trực tiếp xe thì hay có thể đến thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có thể trực tiếp cảm nhận và lái thử mẫu xe này. Hợp lý thì anh em có thể là rước em nó về để đón Tết du xuân, phục vụ công việc cuối năm, công trường chở hàng hóa thì rất là ổn áp phải không? Và mình cũng xin phép dừng video này tại đây. Chân thành cảm ơn anh em. Anh em nào muốn xem video lần đầu thì có thể đăng subscribe và có thể liên hệ của mình qua Zalo của Yolai 0935198868 để biết thêm chi tiết nhé. Chân thành cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và bạn ở các video lần sau.